trời xấu ý bọc đành như là bị thâu lòng vẫn bắt tay một giấc cuộc sẽ đi đặt vài ba vào sức đá bằng gì mà anh đi ra vùng cho đô lăng bay như mà giờ cháu gặp một cái mặt tập phê sống đây nhau. Anh trông theo đó thấy nhưng sao chẳng thấy những dấu son còn tươi trên môi hồng em từ ngày em đi khi bao nhiêu khó khăn bên anh nhiều lắm em nói em sẽ về đây khi mùa đông tan.